Kính thưa quý liệt vị, chương trình được tiếp nối đến bài Nền Đạo Đức. Bài này ngài viết tại Tokyo, ngày rằm tháng chạp năm Ất Tỵ. Kính mời quý liệt vị lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nền đạo đức ráng làm sáng tỏ, hỡi bà con lớn nhỏ quê nhà. Muốn cho thân được vừa liên hoa, chớ để già mê sang trần tục. Làm nhà cửa chẳng dùng cây mục, làm Phật tiên chẳng chút nhiễm trần. Anh chị em hãy ráng tu thân, đừng ngao ngán gian truân lắm y lúc. Tuy phải chịu năm bào mới đục, có ngày nên hình Phật ký cốt tiên. Chớ nản lòng trước cảnh đạo điên, khá bệnh chỉ lo chuyên đạo pháp. Rách lạnh trước rồi sao ấm ơi ác, sung sướng này may gặp khổ lao. Công phu nhiều thì quả mới cao, lơ là quá làm sao nghi ngộ đạo. Tu trong bụng đừng tu ngoài áo, đạo tại tâm chớ đạo tại mồm. Biết đạo nên đi hương nước đi sớm đi hôm, đừng tu bật đèn nhang đi mai tối. Tu chân chánh chớ tu giả dối, đường Phật đi ráng nói gót theo. Đã xả thân chớ sợ nguy nghèo, theo tiên Phật đừng theo nghi ma quỷ. Chưa hiểu đạo thì còn tánh quỷ, hiểu đạo rồi ráng trị ta tâm. Nên tưởng tin Phật pháp thầm thầm, khá thực hiện từ tâm bác kỳ ấy. Lấy nhẫn nhục thắng qua vật ngại, đem giới răng ngăn cái tâm trần. Dù yêu tin đầy dậy bên thân, cũng chớ để tinh thần nhúc ký nhát. Niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, một lòng nguyện bên gia tâm quan. Nghiệp thế gian trúc hết ta bà, lòng Bồ Tát ôm quan tình đầu. Trên đường tiến đến ngày tỏ ngộ, khó khăn bao nghi cũng đang nghi tu hành. Giữ mặt ai nghi mình vẫn nghi làm lành, cứ như thế mà hành mới được. Đường đạo có xa bao cũng bước, tình đời dù trái ngược cũng tu. Tu cho mình hết kiếp dại ngu, tu cho kẻ khỏi câu nghi thống khổ. Muốn giải thoát tìm tịnh độ, muốn siêu sanh
theo lộ thiền môn, độ xác thân, độ cả linh hồn, độ mình kế, độ luôn ba tánh, làm phước đức dồi trao đạo hạnh, tánh phàm phu đổi tánh Phật tiên, mỗi từ bi nghi năm tháng nghi nói liền, đường chánh giác ngày đêm mi rộng mở, chẳng những tự lo cho xong mi nợ, còn giúp người sớm gỡ dây quan, đem sự tu biên cõi nghi trần hoàng, hết nghe thấy tiếng than ngay cảnh khổ, tu cho đúng tinh thần đại độ, tu cho thông con lộ quyền duyên, chớ núng nào nghi công việc nghĩa nghi, đừng từ chối những gì phước đức, trước hết phải từ mình nói lực, rồi Phật tiên giúp sức thêm cho, tu ngồi không công đức chẳng lo, tu như vậy bao giờ đắc ý đạo, tu nhân đạo phải lôi hoa thảo, tu Phật môn phải giáo nghi độ đời, tu mà không cứu giúp mi cho người là tu trái ngược lời chư nghi Phật, tu thì phải tâm vô nhất vật, tu còn ham vật chất sao nên, thôi đời tuy khó bỏ ráng quên, tánh đạo rất khó rèn ráng tập, phải cương quyết xin đừng lập mi bập, nay không thành bữa khác sẽ thành, như Thích Ca luyện đạo non xanh, như Tam Tạng thịnh kinh đông đồ, không cương quyết đâu thành Phật tổ, không nhất tâm đâu ngộ Như Lai. Người xưa kia như thể người nay, thành đạo chẳng một ngày mà được, tiên thanh cũng thăng trầm bao uy lực, cố gắng tu hết sức mới thành, ít có ai nghi bữa trước nghi mới hành, bữa sau được nên danh Bồ Tát. Người thường trước có nhiều tội ác, kém tu không đủ sức tiêu trừ, phải làm cho công đức có dư, tội ác hết chân như nghi mới tỏa. Muốn lúa tốt phải làm sạch đi cỏ, muốn tánh mình phải bỏ nghi lòng ta, nếu lưng chừng nửa Phật nửa ma, đến chết cũng không rang gì cả. Nói thiên cơ mà không hối quá, rốt cuộc rồi như cá mắc cái câu, hỏi Phật tiên chẳng dễ gặp đâu, muốn gặp phải công tu dày dặn, hỏi
Phật người nào giữ đặng, tất nhiên người ấy chứng nghi quả rồi. Tu lưng chừng hoặc đào lôi thôi, khó mong giữa chính ngôi sen bao. Hỡi tất cả anh em trong đạo, hỡi bà con lão ông gần xa, ráng thành tâm hành đạo Thích Thi Ca, ráng thật ý tạo ra nghi phước y đức, khá thương nhau như là cật nghi ruột, khá giúp nhau nghi trong cuộc gian nguy. Trên con đường trí huệ từ bi, nên dìu dắt nhau đi nghi tột chỗ. Thiên hạ vẫn còn đầy đau y khổ, đạo nghĩa nên thi thố rộng rang, giải cứu đời khỏi cảnh thiết y tha. Hỡi đồng đạo quê nhà cố gắng, từ xứ lạ đôi lời gửi nhắn, gọi là quà biểu tả